Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi tài khoản ID Apple sang vùng Nhật Bản để tải các app. Đầu tiên các bạn sẽ vào Apple Store. Sau đó các bạn sẽ bấm vào tài khoản của mình. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào tài khoản một lần nữa. Tiếp theo vào quốc gia và vùng. Các bạn sẽ chọn thay đổi quốc gia hoặc vùng. Tiếp theo các bạn sẽ tìm đến Nhật Bản. Tiếp theo các bạn sẽ bấm đồng ý cái điều khoản. Tiếp tục, phương thức thanh toán cũng sẽ chọn NACH. Nếu các bạn có, chúng ta sẽ chọn credit card hoặc các thẻ khác. Tiếp theo, tên thanh toán chúng ta sẽ nhập vào. Địa chỉ thanh toán các bạn sẽ nhập vào. Các bạn sẽ nhập tất cả các thông tin vào. Sau khi nhập tất cả các thông tin, các bạn sẽ bấm tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ bấm hoàn thành. Mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chuyển đổi tài khoản ID Apple từ Việt Nam sang Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.